Thưa quý vị, vào lúc 23 giờ 30 phút đêm qua, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ thông tin mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,5m ở mức báo động 2. Dự báo đến 7 giờ sáng nay, 11 tháng Thưa quý vị, đến 7 giờ sáng nay, 11 tháng 9, lũ trên sông Hồng tại thành phố Hà Nội là 10,7m, trên báo động 2 0,2m. Và thưa quý vị, đây cũng là lần đầu tiên sau 16 năm, tức là năm 2008, mực nước ở sông Hồng mới dâng cao như vậy. Đài khí tượng đưa ra cảnh báo lũ trên sông đang lên cao gây ngập lụt, sạt ở vùng đất ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận huyện Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lũ ở cấp 1. Về cảnh báo tác động của lũ, mực nước trong sông đang ở mức cao, mực nước lũ gây ngập lụt sâu, ngập lụt vùng ven sông, vùng trũng thấp ở một số khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nhiều vùng dân cư của địa phương có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại một số khu vực thuộc huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Đông Anh.